chào các bạn. Hôm nay mình livestream buổi trưa để chia sẻ cho các bạn. Đúng ra là mình phải báo giờ trước, nhưng mà giờ này rảnh là mình livestream liền để chia sẻ về cho bạn 7 lợi thế khi chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp. Và mình chia sẻ 7 cái giờ lợi thế này cho những bạn còn đang băn khoăn, thắc mắc, chưa muốn ra làm kinh doanh. Hoặc là những bạn đã làm kinh doanh rồi mà bạn không tận dụng được cái 7 lợi thế này. Và thường thì mình livestream buổi tối hơn, nhưng mà tối nay mình bận rồi, mình không thể livestream được, nên là hôm nay mình livestream buổi trưa. Và các bạn nhớ, trong vòng 5 phút nữa mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái điều rất là tuyệt vời. Chào bạn Quốc Tuấn, bạn ở Tây Ninh lâu lắm rồi không được gặp bạn. Chào bạn Mùi. Ok, hôm nay buổi trưa nên là bạn Mùi có thể tương tác được. Bạn Mùi remind lên. Chào bạn Ngọc Hạnh. Ok, chào bạn Nguyễn Thị Thu Hương. Chào Khang ở Bình Dương. Chào bạn Hà Xuân Tám. Ok, thì hôm nay mình chia sẻ đến các bạn 7 lợi thế khi chúng ta ra làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Mà những người mà không ra làm chủ doanh nghiệp thì chúng ta không tận dụng được 7 lợi thế này. Và các bạn chia sẻ đoạn livestream này đi. Các bạn chia sẻ đến cho nhiều người biết về. Chào bạn Nguyễn Trang. Chào bạn Phạm Thị Phượng. Thầy mới cắt tóc bắt đầu trai. Mình mới cắt tóc chiều hôm qua bạn Phượng ơi. Chào bạn Huy. Ok, bạn Huy rất là tuyệt vời. Chào bạn Bùi Thị Luyến. Ok, bạn Trần Quang Thụ. Ok, chào tất cả các bạn. Tuyệt vời. Và các bạn chia sẻ đoạn livestream này để làm sao gửi comment tap những người bạn của mình vào cho đúng. Bây giờ gần 50 người rồi, đúng 100 người online thì mình sẽ chia sẻ đến bạn 7 cái lợi thế rất là tuyệt vời khi chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp. Chào bạn Hà Xuân Tám. Chào bạn. Ok, buổi trưa giờ này các bạn đã ăn trưa chưa? Mình xong cái livestream này thì bắt đầu mình mới ăn trưa. Chào bạn Hạnh Nguyên. Em đang có vốn 1 triệu, em muốn ra kinh doanh dịp Tết, ít vốn hơn, thầy có thể chia sẻ với em. Cái livestream này hôm nay không chia sẻ về cái dịp Tết mình sẽ chia sẻ vào cái livestream khác. Bạn xuống phía dưới, bạn xuống phía dưới thì bạn sẽ thấy là cách đây 2 hôm mình có chia sẻ về cái livestream về kinh doanh Tết. Bạn chia sẻ phía dưới và thêm vài ngày nữa. Tại vì tối nay mình cũng bận rồi, tối mai mình cũng bận, tối thứ bảy, tối chủ nhật thì mình bận đứng lớp cả ngày. Có thể là tối thứ hai hoặc tối thứ ba mình sẽ chia sẻ cái phần số 2, cái phần số 2 của cái live stream về kinh doanh Tết. Nên là các bạn nào hỏi về kinh doanh Tết thì các bạn chờ khoảng tối thứ hai, dự kiến là tối thứ hai hoặc là tối thứ ba mình chia sẻ về kinh doanh Tết. Hôm nay là chia sẻ những cái lợi thế khi chúng ta ra làm kinh doanh. Và bây giờ đã 50 người rồi, đúng 100 người. Các bạn chia sẻ livestream ra, tap những người bạn vào, đúng 100 người thì mình sẽ chia sẻ. Ok, chào bạn Lệ Quyên. Mình mới cắt tóc nên nhìn thấy nó như vậy thôi. Ok, chào bạn Thông. Mình đi tối đi lui để cho nó sinh động hơn. Chào bạn Phương Linh. Bạn Lê Quyên. Đúng 100 người, đúng 100 người vào trong cái livestream này thì mình sẽ nói với các bạn 7 cái lợi thế khi chúng ta làm chủ doanh nghiệp. Mà nếu các bạn làm ở lĩnh vực khác thì bạn sẽ không tận dụng được cái 7 cái lợi thế này. Thì đúng ra thì trong cuộc sống chúng ta cũng chỉ có 2 con đường thôi. Một con đường ra làm chủ con doanh nghiệp, hoặc là một con đường là chúng ta đi làm việc cho ai đó. Cho bạn Mai Dung. Các bạn đến từ tỉnh thành nào thì các bạn cũng comment xuống luôn. Để xem là chúng ta đến từ các tỉnh thành nào. Các bạn nào ở Khánh Hòa thì comment là Khánh Hòa, bạn nào ở Bình Dương thì comment là Bình Dương. Các bạn nào ở Gia Lai thì comment là Gia Lai, các bạn nào đang ở bên Nhật thì comment là bên Nhật. Chào bạn Lê Trọng Thông, Khonia. May quá em mới vừa đi công việc về. Ok, chào bạn Cậy. Ok chưa? Chào bạn Hôm. Ok. Cái chủ đề về marketing thì sẽ nói sau. Hôm nay là mình nói về 7 lợi thế khi chúng ta ra làm chủ một doanh nghiệp. Chào bạn Dũng, chào thầy, thích nghe những cái điều khó khăn hơn. Ok, chào bạn Vô Cực ở Bình Dương. Bạn ở Tây Ninh, bạn Tiền ở Tây Ninh. Bạn Lê Khoa ở Đà Nẵng. Ok, bạn bạn anh ở Quảng Ninh. Ok, chào các bạn ở Quảng Ninh. Ở Đồng Nai, bạn Vũ Thao thì ở Đồng Nai, rất rất là tuyệt vời. Chúng ta tăng lên được 60 người rồi các bạn ơi, 62 người rồi. Quá tuyệt vời.
Buổi trưa mà các bạn cũng rất là đông. Ôi chào bạn Nhật Nấm Linh Chi. Ok, giờ này em vẫn chưa ăn trưa mà em lại xem livestream này rất là tuyệt vời. Và 60 người rồi, chúng ta nhất quyết là lên 100 người thì mình sẽ chia sẻ bạn cái lợi thế khi chúng ta ra làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Thì cái cuộc đời mà chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp thì các bạn biết rằng là chúng ta có 20 năm, ví dụ như ngay thời điểm bây giờ, và 20 năm sau chúng ta đi làm công, chúng ta đi làm việc cho ai đó thì chúng ta vẫn kiếm tiền thôi. Đằng nào thì cũng phải kiếm tiền. Đằng nào thì chúng ta cũng kiếm tiền. Tuy nhiên nó có một cái sự khác biệt ở cái chỗ nào 20 năm sau, nếu mà các bạn trả lời được câu hỏi là ta là ai cho 20 năm nữa, thì lập tức cái cách hành động của các bạn nó sẽ khác liền. 20 năm sau cũng có thể là bạn đi làm cho ai đó, bạn cũng có thể là có tiền, bạn có thể là mua nhà, mua được cửa. Tuy nhiên bạn sẽ trả lời ta là ai, thì cái cách của bạn nó sẽ khác ngay. Cái tư duy của bạn nó sẽ khác ngay, và bạn sẽ có cái hành động khác ngay. Chào bạn Lô Huy, bạn đang hoàn thiện sản phẩm nước mắm giao hàng cho khách rất là tuyệt vời. Rất là vui là năm nay bạn đã chọn được cái sản phẩm nước mắm để kinh doanh Tết. Chúc bạn Huy sẽ có những ngày tới bán nước mắm rất là mãnh liệt. 60 bạn rồi các bạn ơi, chúng ta chia sẻ ra, bạn Huy giúp chia sẻ ra tết những bạn khác vào để chúng ta đủ 100 người. Chúng ta đủ 100 người thì mình sẽ nói về 7 lợi thế khi chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp liền. Bạn Khoa, em cũng chưa ăn trưa nè, tức là stream thầy. Vâng, bạn Khoa, em chia sẻ cho bạn bè của mình, những người mà họ muốn ra làm chủ doanh nghiệp và họ còn lăng tăng thì họ cần xem cái livestream rất là đặc biệt này. Cái livestream này, họ xem cái livestream rất là đặc biệt này. Bạn Vicky Lê, bạn đang ở bên Mỹ. Ồ, bên Mỹ giờ này lúc mấy giờ rồi? Rồi Thu Phong ơi, để cho mọi người biết. Và 70 người rồi, rất là tuyệt vời. Chúng ta lên 69, 70 người rồi, rất là nhanh chóng. Chúng ta giúp nhau lan tỏa cái đoạn livestream này. Đúng 100 người thì mình sẽ chia sẻ bạn 7 cái lợi thế. Mấy lợi thế các bạn? 7 lợi thế để chúng ta ra làm kinh doanh. Chuẩn bị nấu mà lại coi livestream của thầy rồi. Ok, bạn Nguyễn Minh Phụng rất là tuyệt vời. Vừa nấu vừa xem livestream, tuy nhiên đừng có để bị cháy đồ ăn nhé. Ok. Thì khi chúng ta ra chọn cái con đường làm chủ doanh nghiệp thì các bạn thấy là chúng ta tạo cho mình một cái đứa con mà. Chúng ta có những thương hiệu riêng rồi, chúng ta có khả năng cống hiến được nhiều cho cộng đồng hơn, được nhiều cho những cái người xung quanh của chúng ta hơn, ngoài cái việc cho gia đình. Ở bên Mỹ giờ này là 8:30 tối thầy ơi. Ok, chào bạn Thu Phong. 8:30 tối thì rất là tuyệt vời. Ở bên đó trời lạnh không? Hiện tại lạnh bao nhiêu độ là vậy bạn Thu Phong Lê ơi? Hiện tại lạnh bao nhiêu độ vậy? Để cho biết, nghe nói bên Mỹ lúc này lạnh quá. Ok, gần Tết lạnh quá. Vâng, bạn Lý Hình Sơn mới vào xem, rất là tuyệt vời. Vậy thì gần 70 người rồi, chúng ta thống nhất là 100 người thì chúng ta mình sẽ chia sẻ đến các bạn 7 cái lợi thế rất là đặc biệt này. Nên là chúng ta chia sẻ cái livestream này đến cho nhiều người biết. Đúng rồi, chúng ta làm kinh doanh là chúng ta phải lửa, phải vô cùng lửa. Các bạn phải rồi, chúng ta phải nhiệt huyết, phải tập trung vào mục tiêu mỗi ngày. Sáng nay mình mới chia sẻ với hai bạn, một bạn là làm bên bên thế giới thờ cúng, ok chưa? Và sau khi nghe mình chia sẻ xong thì bạn đã tập trung sáng nay, dành nguyên thời gian buổi sáng nay, bạn tập trung để làm gì ạ? Làm kế hoạch mục tiêu, lập kế hoạch mục tiêu cho năm 2018. Tại sao chúng ta phải lập kế hoạch mục tiêu? Mình sẽ chia sẻ các bạn ở một cái chỗ này một chút xíu. Nếu các bạn không có kế hoạch mục tiêu thì nó như thế nào nó sẽ làm cho cái đầu của bạn nó không có năng lượng và nhiệt huyết. Các bạn vô không? Bây giờ mình ghi cho để cho các bạn dễ hình dung ha. Mình ghi để cho bạn dễ hình dung. Mà mình ghi như vậy thì nó ngược mất tiêu rồi. Ok, mình ghi xong rồi mình sẽ quay lại để mình diễn tả cho các bạn. Đằng nào thì mỗi ngày chúng ta thức dậy chúng ta cũng phải hành động, các bạn hiểu chưa? Đằng nào thì chúng ta cũng phải hành động, ok chưa? Dù bạn có hành động hay không hành động thì bạn vẫn cứ hành động, ok chưa? Đằng nào thì chúng ta cũng phải hành động. Các bạn chúng ta điều này chưa? Đằng nào chúng ta cũng phải hành động đó. Các bạn chưa? Đằng nào thì chúng ta cũng phải hành động. Dù muốn hành động hay không thì chúng ta cũng phải hành động. Mình đang quay cái camera lại để cho các bạn dễ hình dung hơn.
đằng nào thì chúng ta cũng phải hành động. Và nó như thế nào ạ? Nếu bạn các bạn thấy không? Thì nó có hai dạng người hành động. À, mình sẽ chia sẻ cho bạn thấy livestream chúng ta lên gần 80 người rồi. Chúng ta có hai dạng hành động và mình chia ra hành động A và hành động B. Ok chưa? Hành động A và hành động B, một dạng là hành động theo kiểu A, một dạng là hành động theo kiểu B. Ok chưa? Và nếu bạn có mục tiêu rất là rõ ràng, mình vẽ cái này ra để cho các bạn thấy. Nếu mà bạn có mục tiêu rất là rõ ràng, ví dụ sáng thức dậy, ok chưa? Và bạn có mục tiêu rất là rõ ràng, ở dưới này là mục tiêu của bạn, mục tiêu, ok chưa? Mục tiêu của bạn. Và bạn là cái dạng giống người A này, sáng thức dậy là bạn luôn có rõ ràng mục tiêu của mình. Hả? Và ở bên B này là cái ông này là không có mục tiêu, tức là ảnh cái chỗ này của ảnh là cái con số 0. Ảnh không có mục tiêu gì cho cái hành trình cuộc đời của ảnh hết. Mình quay lại để cho các bạn thấy, tại chỉ có một mình mình quay lại để cho các bạn thấy. Ok. Đó. Mình giải thích tên. Các bạn nói giờ mình giải thích tên. Đằng nào thì mỗi ngày chúng ta cũng phải hành động. Các bạn thức dậy các bạn không hành động thì các bạn cũng hành động bằng cách là không hành động. Mỗi ngày chúng ta thức dậy là chúng ta đều hành động. Thì nó có hai dạng, dạng A và dạng B. Dạng của người A là họ luôn có mục tiêu. Các bạn nhận ra điều này chưa? Dạng của người A là họ luôn có mục tiêu. Còn dạng B là không có mục tiêu. Ok chưa? Và dù có mục tiêu hay không có mục tiêu thì bạn cũng phải hành động. Bạn nên nhớ vậy, bạn cũng vẫn đang hành động thôi. Dù có mục tiêu, có một mục tiêu. Ok chưa? Vậy thì nó như thế nào ạ? Vậy thì ví dụ như sáng dậy nó như thế nào? Bạn như thế nào? Mình sẽ chia sẻ cho bạn thấy. Sáng dậy, bạn đọc sách. Ví dụ đi, bạn đọc sách. Hoặc là bạn xem Facebook. Ok chưa? Xem Facebook. Ok chưa? Hoặc là bạn đi uống cà phê với một người bạn nào đó. Ok chưa? Cái người có mục tiêu nào sáng dậy họ đang làm những việc đó rồi. Cái ông B này nè, sáng dậy nè, ổng cũng làm như vậy, ổng cũng đọc sách. Mình sẽ phân tích cho các bạn thấy. Ổng cũng xem tin trên Facebook, ok chưa? Ổng cũng đi uống cà phê với bạn bè. Tuy nhiên mình và quay lại để cho các bạn thấy mình làm như vậy, các bạn thấy có rõ không ạ? Các bạn thấy có rõ không? Các bạn comment, các bạn thấy rõ. Các bạn comment xuống là các bạn thấy rõ. Để cho mình biết, để mình điều chỉnh cái máy để cho các bạn dễ hòa dung. Các bạn comment xuống là các bạn thấy cái rõ. Còn nếu không rõ thì bạn nói là các bạn không rõ. Đủ 100 người mình sẽ chia sẻ cho bạn 7 lợi thế của người ra làm kinh doanh. Và bây giờ mình đang nói cái hành động. Vậy thì các bạn thấy không ạ? Cái ông A này, ông có mục tiêu rất là rõ ràng. Các bạn thấy không? Cái ông B này nè, là ông không có mục tiêu rất là rõ ràng. Cái ông A sáng lại dậy đọc sách. Ủa, các bạn thấy có rõ không ạ? Rõ, ok, các bạn nghe rõ không? Rõ đúng không? Cái ông A sáng là ông đọc sách. Ông B sáng ông cũng đọc sách. Nhưng mà ông A, ông có mục tiêu. Nên ông đọc sách để phục vụ cho cái mục tiêu này. Các bạn nhận ra điều này chưa? Ông đọc sách để phục vụ cái mục tiêu này. Còn cái ông B thì nó như thế nào ạ? Cái ông B ổng cũng đọc sách nhưng mà ổng không có phục vụ cái mục tiêu. Để mình đang chỉnh nó lên cho nó cao hơn để các bạn dễ thấy. Ổng cũng đọc sách nhưng mà nó không có phục vụ mục tiêu. Ông A ổng cũng đọc sách nhưng mà ổng phục vụ cho cái mục tiêu này. Ổng vẫn xem Facebook nhưng mà những cái tin nào đó phục vụ cho mục tiêu này. Ổng uống cà phê với bạn nhưng mà cũng phục vụ cho cái mục tiêu này. Bạn hiểu chưa? Còn cái ông B ổng cũng đọc sách, ổng thích cái sách gì thì ổng đọc, cái quyển sách nó cũng chả phục vụ cho cái mục tiêu gì rõ ràng. Ông xem Facebook thì cứ xem băng quơ thôi, rồi cũng đi uống cà phê với bạn, rồi nói chuyện trên trời dưới đất thôi. Bởi vì dưới này nó không phục vụ cho cái mục tiêu gì hết. Vậy thì cái người này nó như thế nào? Những con người này là những con người họ làm toàn bộ các hành động để phục vụ cho một cái mục tiêu rất là tuyệt vời này. Mục tiêu mà họ đã đặt ra rất là tuyệt vời. Ok, các bạn có nghe cái rõ không? Các bạn comment xuống, các bạn nói là các bạn nghe rõ. Các bạn nghe có hiểu cái ý của mình nói mà. Nếu các bạn hiểu ý thì các bạn nói là comment xuống, nói hiểu ý để mình biết, mình chia sẻ cho các bạn. Thì tất cả những con người này, cái người A này, họ tập trung vào cái này.
tập trung cái mục tiêu này, nó là theo năm tháng họ đạt được mục tiêu. À, nó là những cái con người này á, mình gọi là họ là những con người thành công rất là tuyệt vời. Những con người thành công, người thành công, ok chưa? Những con người này là những người thành công, ok. Người thành công họ gì à? Họ có một cái thói quen rất là tuyệt vời. Thì tất cả những việc này nè, họ giúp cho họ có một cái thói quen rất là tuyệt vời, mình gọi là thói quen gì các bạn ơi? Thói quen gì à? Thói quen tốt, ok chưa? Thói quen tốt. Các bạn comment vô. Thói quen gì các bạn ơi? Thói quen tốt. Các bạn họ rõ hiểu mình rất là tuyệt vời. Thói quen tốt vậy thì thói quen tốt là thói quen gì các bạn? Bây giờ bạn nào trả lời được cho mình đi. Vậy thì người thành công luôn có thói quen tốt. Bây giờ mình giảng giả lại, để cho các bạn hình dung được. Đằng nào thì chúng ta cũng phải hành động. Bạn hình dung chưa? Bạn thức dậy, ok chưa? Bạn làm việc có mục tiêu thì bạn cũng phải hành động, và bạn làm việc không có mục tiêu thì bạn cũng phải hành động. Đằng nào thì chúng ta cũng phải hành động, ok à? Cái người A này nè, họ luôn có mục tiêu, họ lập ra được cái mục tiêu rồi. Các bạn vô ra điều này chưa? Thì mỗi hành động của một ngày đó nó đều phục vụ cho cái mục tiêu này. Và khi họ đạt được mục tiêu này thì họ trở thành người thành công. Và người thành công thì có cái thói quen tốt. Vậy thói quen tốt của người thành công là thói quen như thế nào? Các bạn vô ra điều này cho thói quen tốt. Vậy thì ở đâu chúng ta để có được cái thói quen tốt? Thói quen hành động theo mục tiêu, đó là thói quen tốt. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Thói quen hành động theo mục tiêu, đó là thói quen tốt. Rồi cái ông B này sáng ông cũng đọc sách, nhưng ông đọc băng quơ, ông không có phục vụ. Ví dụ cái ông A này sáng ông cũng đọc sách, ông phục vụ cho mục tiêu này. Vì sao ạ? Ông lập ra mục tiêu và ông thấy là năm nay ông yếu về cái kỹ năng bán hàng, thì ông đi tìm sách bán hàng để ông đọc. Còn cái ông B này, ông đâu có cái mục tiêu gì đâu. Nó là ông đọc sách, ông hứng cái quyển sách nào thì ông đọc cái quyển sách đó, đọc băng quơ, đọc bút xuống trên lên. Còn cái ông này nè, ông phục vụ cho mục tiêu này, ông lên Facebook, ông xem tin của khách hàng, ông xem tin của nhân viên, ông xem những cái tin nào đó để giúp cho ông đạt được mục tiêu này. Còn cái ông này đi xem Facebook, lướt tầm lâm hết, lướt băng quơ hết, không có cái gì hết. Các bạn nhìn ra điều này chưa? Thì chừng cuối cùng á, cái ông B này nè, ổng không có đạt được mục tiêu, và ổng không đạt được mục tiêu gì rõ ràng trong cuộc sống, nên ổng trở thành người gì ạ? Người thất bại, ok chưa? Người thất bại, ok chưa? Mà người thất bại thì xoay quanh họ rất nhiều thói quen gì các bạn ơi? Nhiều thói quen xấu, ok chưa? Vậy thói quen xấu hình thành từ đâu? Thói quen xấu hình thành từ việc không có mục tiêu, ok? Các bạn nhận ra điều này chưa? Thói quen xấu hình thành từ việc không có mục tiêu. Các bạn ghi rõ ràng ra, không có mục tiêu, các bạn comment xuống. Ký comment xuống để giúp cho các bạn nhớ hơn, ok? Nếu mà các bạn chính cái comment xuống nó giúp cho các bạn nhớ, các bạn comment vậy thì thói quen tốt nó đến từ đâu? Thói quen tốt nó đến từ việc chúng ta làm mọi việc đều có mục tiêu. Thói quen xấu nó đến từ đâu? Nó đến từ việc chúng ta làm những hành động nào nó không có một mục tiêu, thì nó trở thành đó là cái thói quen xấu, cái thói quen băng qua làm việc không có. Nên cái việc xác lập cho mình một mục tiêu nó vô cùng quan trọng không các bạn ơi? Vô cùng quan trọng, ok? Nó vô cùng quan trọng, đối với đặc biệt với người làm kinh doanh mà không xác định cho được cho chúng ta những cái mục tiêu rất là rõ ràng thì chúng ta sẽ trở thành người gì ạ? Người thất bại. Và người thất bại thì sở hữu đầy những cái thói quen xấu. Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ các bạn comment vô, người thành công sở hữu những cái thói quen gì, các bạn comment vô, ok chưa? Và người thất bại họ sở hữu những cái thói quen gì, comment vô, ok chưa? Comment vô để các bạn truyền năng lượng cho mình, các bạn truyền năng lượng cho mình, ok chưa? Và nó như thế nào, làm sao để chúng ta có thói quen tốt và làm sao để chúng ta có thói quen xấu? Các bạn hiểu để các bạn phòng ngừa. Nên cái việc mà lập ra mục tiêu này, lập ra cho mình một cái mục tiêu là vô cùng quan trọng, ok? Lập cho mình mục tiêu là vô cùng quan trọng, ok chưa? Mình sẽ có cái chủ đề livestream giúp cho bạn lập ra mục tiêu. Hôm nay không phải cái chủ đề này,
Và các bạn thấy cái mục tiêu nó quan trọng à? Mục tiêu là tất cả của người thành công. Nếu người thành công mà không có mục tiêu thì bạn trở thành là người thất bại, bởi vì bạn thực hiện thành một cái gì. Tuy nhiên có nhiều người họ không biết cách lập mục tiêu và lập mục tiêu rất là ảo vọng, ảo tưởng. Lập mục tiêu rất là ảo tưởng, lập cái mục tiêu làm sao đó nó phải gắn liền với mọi cái hành động mỗi ngày của bạn thì người đó mới biết cách lập mục tiêu. Còn cái lập mục tiêu cứ để năm nay em muốn đạt được 3 tỷ, năm nay em đạt 4 tỷ mà nó nằm ở đâu trên trời á, thì những người đó là những người không biết cách lập mục tiêu. Nếu bạn nào mà muốn mình chia sẻ cái chủ đề muốn lập được cho mình một mục tiêu thì các bạn comment xuống. Mục tiêu là vô cùng quan trọng, bạn Tòa Thanh nói đúng rồi, lập cho mình một mục tiêu và làm sao cái mục tiêu đó nó gắn liền mỗi hành động mỗi ngày của bạn, thì đó là bí mật để ta lập được mục tiêu. Nó rất là quan trọng, để thiết lập một mục tiêu nó rất là quan trọng. Bây giờ các bạn thấy mục tiêu quan trọng các bạn ơi, vô cùng quan trọng, ok chưa? Vậy thì các bạn thấy những gì mình chia sẻ nãy giờ là tuyệt vời thì các bạn comment xuống, và các bạn thấy điều này rất là tuyệt vời, ok, để các bạn truyền năng lượng cho mình để chia sẻ cho các bạn tiếp, ok chưa? Rồi các bạn nhớ gì à, nhớ là chia sẻ cái đoạn này xuống, chia sẻ cái đoạn livestream này cho nhiều người, để mọi người như thế nào à, để mọi người cùng nhau biết, để cùng nhau chúng ta thành công, ok chưa? Bởi vì cái thành công nó đến từ cái sự chúng ta có đủ kiến thức, có đủ kỹ năng, có đủ kinh nghiệm thì nó mới giúp cho chúng ta thành công được. Thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm chúng ta không thể thành công được các bạn ơi. Đó là lý do mà các bạn phải chia sẻ đến để giúp cho nhiều người thành công hơn. Tại sao chúng ta cần phải có nhiều người thành công hơn? Tại sao các bạn có muốn mình giải thích chỗ này không? Các bạn muốn mình giải thích thì các bạn phải comment xuống là rất muốn mình giải thích cái chỗ này. Tại sao chúng ta cần phải có nhiều người thành công hơn? Rất là đơn giản, chúng ta cần phải có nhiều người thành công hơn. Bởi vì sao ? Bởi vì chúng ta mới nói chuyện được với họ. Các bạn hình dung ra chuyện gì xảy ra khi chúng ta đã thành công rồi, chúng ta giàu có rồi, chúng ta có tất cả mà chúng ta không thể nói chuyện được với những người còn lại. Bởi vì những người chưa thành công thì họ bận rồi, suốt ngày họ bận đi kiếm tiền rồi, thì ai đi uống cà phê với chúng ta? Các bạn hiểu ra hôm nay ai đi uống cà phê với chúng ta? Họ mất bận đi làm việc, đi làm những việc khác rồi, rồi họ muốn gì ? Họ nói chuyện tiêu cực quá, họ rên rỉ than thở quá, thì ai là người nói chuyện với họ? Hoặc là bạn đã thành công rồi, bạn có tiền, bạn đi du lịch nước ngoài, nhưng mà những người lại, bạn bè chúng ta, họ chưa thành công thì họ đang ở nhà họ kiếm tiền, thì nó như thế nào các bạn ơi? Nó như thế nào ? Nó không thể chúng ta có thành công nữa thì cuộc sống chúng ta nó cũng không thể tuyệt vời được. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Nó là càng có nhiều người thành công thì cái sự thành công của chúng ta nó mới là tuyệt vời. Các bạn thấy nếu mà mình chia sẻ tuyệt vời thì các bạn comment xuống, các bạn thấy nó điều này rất là tuyệt vời, và các bạn nó hãy nên chia sẻ cái đoạn video này đến cho nhiều người nữa biết. Ok, các bạn chia sẻ đi, chia sẻ đoạn video đến cho nhiều người nữa, và 90 người rồi, đủ 100 người, mình sẽ chia sẻ các bạn 7 cái lợi thế các bạn, 7 lợi thế quan trọng khi chúng ta ra chúng ta làm chủ doanh nghiệp, ok chưa? Và các bạn thấy đó là lý do vì sao chúng ta phải thành công, và lý do vì sao chúng ta phải giúp nhiều người thành công. Chúng ta thành công có một mình, những người ích kỷ họ thành công có một mình thì họ như thế nào? Cái thành công nó chán không thể tưởng được các bạn, nhưng cái thành công nó chán lắm. Nó là chúng ta cần phải thành công và giúp cho nhiều người thành công thì cái thành công nó mới là tuyệt vời. Nên đó là lý do mà các bạn comment, nếu các bạn thấy điều này tuyệt vời thì các bạn comment xuống bạn nói là điều này rất là tuyệt vời, ok. Và tại sao chúng ta cần phải thành công các bạn? Tại sao nhỉ? Tại sao chúng ta cần phải thành công các bạn nhỉ? Ok chưa? Và tại sao chúng ta cần phải giúp nhiều người thành công các bạn nhỉ? Ok chưa? Và để muốn thành công, đó là cái con đường chúng ta ra gì? Chúng ta làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp, ok chưa? Bởi vì trên thế giới người ta đã chứng minh rồi,
90% những người trên thế giới này họ thành công từ cái việc sở hữu cho mình một cái công việc kinh doanh. Ok chưa? À, những con đường khác để thành công được nó gặp rất là nhiều va vấp, và khi con đường ra làm chủ doanh nghiệp nó chỉ khó khăn lúc chút xíu lúc ban đầu thôi. Mình hay nói với bạn nó chỉ khó khăn cái chút xíu lúc ban đầu là cái lúc mà cái giai đoạn chúng ta dấn thân thôi. Ok chưa? À, giai đoạn chúng ta dấn thân thôi. À, nó nhỏ hơn hả? Các em nghe không rõ hả? Các bạn nghe có rõ không? Ok chưa? Các bạn nghe có rõ âm thanh không? Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Vậy bây giờ mình chia sẻ với các bạn 7 lợi thế khi chúng ta làm chủ doanh nghiệp. Lâu quá, lâu đạt 100 quá. Buổi tối mình live stream mình thấy nó lên 300-400 rất là bình thường. Ban ngày, lần đầu tiên mình live stream ban ngày nên mình không biết là sao mà nó lâu đạt 100 quá. À, chào bạn Trung Hiếu, mình mới cắt tóc hôm qua. Ok, rõ rồi. Ok, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Bạn Thu Phong ở bên Mỹ mà nghe vẫn rất rõ mà. Thầy để máy hơi xa phải không ạ? À? À, rõ, rõ. Ok, rõ. Vậy thì bây giờ mình chia sẻ luôn. À, nghe rõ mà chữ ngược thôi. Ủa chữ gì ở đâu mà ngược nhỉ? Ok. Vậy thì à đúng rồi, cái chữ ở trên bảng, đúng rồi, cái chữ ở trên bảng. Lợi thế thứ nhất để chúng ta ra làm chủ doanh doanh nghiệp, lợi thế số nhất các bạn ghi vô lợi thế số 1. Ok chưa? Hầu khi chúng ta làm chủ thì hầu như bất kỳ ai cũng có thể là trở thành khách hàng tiềm năng của ta, ghi vô. Hầu như bất kỳ ai, các bạn comment xuống thì tự nhiên các bạn sẽ nhớ hơn. Nếu mà các bạn không comment thì các bạn không có nhớ. Hầu như bất kỳ ai cũng có thể là trở thành là gì à? Người bất kỳ ai cũng có thể là trở thành người khách hàng của chúng ta. Bất kỳ ai cũng có thể là trở thành khách hàng của chúng ta. Các bạn cần phải comment xuống. Các bạn comment xuống để các bạn làm việc. Các bạn làm việc thì có người bạn nó năng động, bạn ngồi bạn nghe không có người bạn nó đâu có năng động, nó mệt lắm, nó rất là dễ bị hụt hơi. À, vậy thì lợi thế số 1 là lợi thế gì? Bất kỳ ai cũng có thể là trở thành khách hàng tiềm năng của chúng ta, rất là tuyệt vời. Các bạn thành bạn chia sẻ rất là tuyệt vời. Ok chưa? Vậy thì cái con đường ra kinh doanh nó rất là tuyệt vời. Ai cũng có thể là trở thành khách hàng của chúng ta, chúng ta chỉ cần đổi sản phẩm kinh doanh thôi thì họ lập tức trở thành khách hàng của ta đi. À, ví dụ như là bạn đang kinh doanh ok cây cảnh. Ok chưa? Thì bạn có dòng khách hàng này nhưng mà sau này bạn chuyển sang kinh doanh cá cảnh thì lập tức bạn sẽ có cái dòng khách hàng khác, và lập tức bạn kinh doanh gà cảnh thì bạn lại có dòng khách hàng khác, hoặc là bạn chuyển sang gì à? Nấu cháo dinh dưỡng bán, cạnh tranh với cái ông gì à? Cái ông Hải Âu, ổng đang xem ở ở trên mạng này, các bạn thấy ông Hải Âu ổng đang bán cháo dinh dưỡng á. Các bạn chuyển sang bán cháo dinh dưỡng thì lập tức chúng ta thay đổi đối tượng khách hàng liền. Ok, hoặc là sau này các bạn chuyển sang mạng kinh doanh nhà đất, bán nhà đất y như của anh Lâm á, các bạn thấy anh Lâm này đó, anh đang bán nhà đó thì lập tức là chúng ta lại trở thành cái người khách hàng, đối tượng kia trở thành khách hàng của chúng ta. Đó là lợi thế số 1. Là lợi thế gì các bạn ơi? Lợi thế số 1 khi chúng ta làm chủ là gì à? Bất kỳ ai cũng trở thành khách hàng của chúng ta hết. Đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải chọn cái con đường ra làm chủ doanh nghiệp của mình. Ok chưa? Các bạn thấy lợi thế này tuyệt vời không ạ? Vô cùng tuyệt vời. Nếu mà tuyệt vời, bạn Trần Văn Lâm là đi kinh doanh bất động sản, bạn Lý Hình Sơn là kinh doanh cá cá món ăn, đúng đúng không? Phải xin lời. Bạn Long, chào thầy, chúc thầy sức khỏe. Ok, cảm ơn bạn Long nhiều. Bạn Đình Phong, năng lượng quá. Ok, bạn Phong là chuyên bán về các cái thiết bị công cụ máy hàng. Ok, rất là tuyệt vời. Thì cái đối tượng khách hàng là bên máy hàng. Ok chưa? À, nó là lợi thế số 1 khi chúng ta ra làm kinh doanh là bất kỳ ai cũng sẽ trở thành gì à? Khách hàng của ta hết. Điều này nó rất là tuyệt vời. Các bạn thấy đây là tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Chúng ta không bị ảnh hưởng bởi yếu tố khác. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là chúng ta như thế nào ạ? Lợi thế số 2. Bạn chính là người quyết định. Khi chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp thì ai là quyết định cái lợi thế cái thu nhập của chúng ta? Bạn chính là người bạn chính là người gì à? Là người quyết định cái mức thu nhập của mình.
các bạn anh Dung ra điều này chưa? Thị trường còn nhiều lắm, đúng rồi bạn Lê, bạn Dương kinh bán trâu An Phủ rồi sau này bán thêm cái khác nữa. À, đúng không ba Dương, sau khi mà làm rồi thì chúng ta kinh doanh ca khá nữa, ok chưa? Bạn Huy rất là tuyệt vời, ok, bạn Huy có thấy cái con đường kinh doanh nó rất là tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. À, ai cũng là khách hàng, lợi thế sai chính ta quyết định được thu nhập của ta, ok chưa? Mới lúc đầu bạn ra kinh doanh bạn có một khách hàng mua nước mắm của bạn, sau đó bạn tìm khách hàng thứ hai, khách hàng thứ ba, khách hàng thứ tư, khách hàng thứ năm, một ngày nào đó bạn có 1.000 khách hàng thì tự nhiên cái thu nhập bạn nó sẽ tăng lên liền, ok. Chưa dừng lại ở cái mức đó, ok chưa? Bạn tuyển nhân viên vô, bạn đào tạo cho họ giỏi, ok chưa? À, họ giỏi về kỹ năng bán hàng, họ giỏi về chăm sóc khách các bạn, ok chưa? Thì họ như thế nào á? À, họ giúp cho công ty chúng ta có nhiều khách hàng hơn nữa, tạo ra nhiều thu nhập hơn nữa. À, một phần còn lại mình trả lương cho họ, phần còn lại là thu nhập của mình tăng thu nhập lên, chưa hết, ok chưa? Bạn mở hệ thống đại lý, ok chưa? Giúp cho các đại lý đó nó phân phối hàng mình ra nhiều hơn, ok, nó giúp cho doanh thu chúng ta tăng nhiều hơn, ok chưa? Chưa hết, bạn có thể là nhượng quyền ra, ok chưa? Nhân nó ra nhượng quyền cho nhiều người và thu nhập chúng ta nó tăng lên. À, chưa hết, bạn có thể là cổ phần hóa, bạn bán cái công ty của mình ra thì các bạn dù chăm chăm nó có rất là nhiều cách để chúng ta nhân cái thu nhập lên. Bạn đi làm công làm sao bạn có được cái lợi thế này? Bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn không thể có được cái lợi thế này, đó là lý do mà chúng ta như thế nào, chúng ta cần phải tăng cái thu nhập của chúng ta, và cái con đường làm của chúng ta là cái cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta tăng cái thu nhập chúng ta ra. À, các bạn hãy share cái đoạn video này cho nhiều bạn. Bây giờ các bạn share đi, ok, để mình kiểm tra thử bao nhiêu lượt share rồi, ok, giờ mình kiểm tra thử có bao nhiêu lượt share rồi các bạn. Tại vì cái đoạn video này nó rất là quan trọng, nó giúp cho anh chị em bà con những người thân của bạn, ok, mới có 27 lượt share. À, chúng ta khoảng 50 lượt share đi các bạn. À, mỗi người chỉ cần share một cái thôi, ok, giờ thì chúng ta sẽ được 50 lượt share liền các bạn. Hiện tại là 27 lượt share rồi. À, ok, mỗi người chúng ta share một cái thôi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chính cái đoạn này nó rất là quan trọng, nó giúp cho những cái người thân của bạn, những anh em của bạn, những cái con, những ai mà họ còn lăng tăng, họ chưa muốn ra làm chủ, vợ của bạn, ok chưa? Chồng của bạn, ông xã của bạn mà họ lăng tăng, họ chưa hiểu, thì các bạn giúp cho họ xem đoạn video này thì họ sẽ hiểu ngay. Mình uống nước một cái, mình ăn nước quá. Ok các bạn ơi, nó là chúng ta cần phải share ra. À, share đoạn video này ra, hoặc là các bạn tap nhiều người. Ok cho mời bạn bè mình vào để xem cái đoạn livestream này, các bạn mời bạn bè của mình vào để xem cái đoạn livestream này. À, ok, mời bạn bè mình vào. Ok cho mỗi người share một cái, mỗi người share một cái thôi các bạn. Mỗi người share một cái là chúng ta sẽ lên 50 lượt share liền. Ok, bây giờ trên máy mình nó đang hiện là 42 lượt share rồi. Vậy thì cái cách chúng ta để học hiệu quả cái livestream này nó như thế nào ạ? À? Ngoài chúng các bạn học được thì các bạn giúp cho bạn bè mình nó ngộ ra được. Ok. Ô, 100 người xem rồi, rất là tuyệt vời, và mình kiểm tra thứ bao nhiêu lượt xem rồi. À, ok, rất là tuyệt vời, 42 lượt xem rồi. Ok, mỗi người xem một cái thôi thì chúng ta sẽ lan tỏa ra và giúp cho nhiều người, đặc biệt là giúp cho đất nước của Việt Nam của chúng ta. À, là càng ngày càng có nhiều người ra làm chủ, để mỗi người bắt đầu từ đây, và hoặc là các bạn tap bạn bè của mình vô, các bạn tap bạn bè mình vô cái livestream này để sau khi mà mọi người hiểu rồi thì họ chọn cái con đường làm kinh doanh, và chúng ta sống ở bất kỳ đâu ở đất nước Việt Nam này, chúng ta đi đâu bất kỳ đâu ở trên thế giới này, chúng ta vẫn chọn cái đường kinh doanh. Bạn biết là mình có dịp mình đi rất là nhiều nước, ok chưa? Mình qua Singapore thì nó cũng vẫn có cái khu Chinatown, mình qua Malaysia nó vẫn có cái khu, bên Malaysia là người Hoa nắm về kinh tế các bạn, người Mã nắm về chính trị, nhưng mà người Hoa nó nắm về kinh tế. Qua Thái Lan người Hoa vẫn rất là giỏi. À, mình qua Nga, ok, nó có cái khu của cái người Hoa, họ làm kinh doanh rất là giỏi. Và vừa rồi mình qua London, ok, London nó có một cái khu là cái khu Soho, nó nằm tại trung tâm của London luôn, cái khu đó rất là giàu có của người Hoa, rất là tuyệt vời. À,
Vậy thì mình có một cái ước mong rằng là tại sao người Việt của mình, ok chưa? Tại sao người Việt của mình lại không gì các bạn? Tại sao người Việt của mình không ra làm kinh doanh? Ok, tại sao người Việt mình không ra làm kinh doanh? Đi đâu chúng ta cũng phải làm kinh doanh đó. Dù chúng ta sống ở bất kỳ, ok chưa? Dù chúng ta sống bất kỳ ở đâu trên thế giới này thì chúng ta cũng phải chọn con đường làm gì bạn ơi? Làm kinh doanh. Bây giờ mình xem thì được 46 lượt xe rồi, rất là tuyệt vời. Mỗi người chỉ một xe thôi là chúng ta tăng lên. À ok, trong 100 người này nè, trong 100 người đang online này thì chỉ cần một người, các bạn bấm vào cái nút xe các bạn bấm vào cái nút xe để mình hướng dẫn cho các bạn thấy nè. Ok, các bạn cần phải bấm vào cái nút xe. Hình nè. Nó có cái nút xe nè, các bạn thấy không? Đó, mình đó, các bạn thấy nó có nút xe, bạn chỉ cần bấm vào cái nút xe là nó chia sẻ về từng nhà bạn. 100 người, mỗi người chúng ta xem một cái là cái lượng xe của chúng ta nó sẽ tăng lên ngay, để cái đoạn livestream này nó lan tỏa đến cho nhiều người các bạn, rất là tuyệt vời, ok chưa? Và bây giờ mình cái lợi thế số 2 là chính chúng ta quyết định cái mức thu nhập của mình. Và hồi nãy mình phân tích cho các bạn các cái cách để chúng ta tăng cái thu nhập của mình rồi, và nếu chúng ta chưa biết cách thì nó vô cùng đơn giản thôi. Chúng ta hãy ngồi xuống, chúng ta viết ra rằng là cái điều gì nó đang cản trở ta, cái điều gì nó đang cản trở ta, và liệu cái kỹ năng nào, cái kiến thức nào, cái kinh nghiệm nào nó đang hạn chế ta, và ai là người giúp cho chúng ta có được cái kiến thức đó. Thì các bạn tương tác với những con người đó, họ sẽ giúp cho mình có được những cái kiến thức đó. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Đừng có ngồi đó mà rơi rỉ than thở gì hết. Hãy lên kế hoạch mục tiêu để chúng ta đạt được cái mục tiêu mà mình muốn. Lợi thế thứ tư. Lợi thế số 3 chứ. Hồi nãy giờ chúng ta được hai lợi thế đúng không? Lợi thế số 3. Các bạn ghi vô lợi thế số 3 là gì ạ? Là cơ hội để chúng ta giúp người khác qua cái sự nghiệp kinh doanh của mình. Cảm ơn bạn Văn Huỳnh. Cảm ơn bạn Văn Huỳnh rất là nhiều. Cái lợi thế số 3, là cơ hội chúng ta giúp người khác thông qua cái sự nghiệp kinh doanh của mình. Để mình kể cho các bạn cái câu chuyện để các bạn hình dung. Bạn Hoa Trương, ok, chào bạn Hoa Trương nhiều. Cái lợi thế số 3 là gì ạ? Là cơ hội để chúng ta giúp người khác thông qua cái công việc kinh doanh của mình. Vậy giúp nhau như thế nào? Để mình kể các bạn này. Ví dụ như là bản thân cuộc đời làm kinh doanh, nó có nhiều cái rất là ý nghĩa. Ví dụ, cái người nhân viên của mình, ok chưa? Họ vào, họ làm mình. Ví dụ mình có bạn nhân viên, khi mà bạn mới tốt nghiệp ra trường, và bạn vào, bạn làm cho mình, và bạn rất là tuyệt vời, ok chưa? Những người nhân viên rất là tuyệt vời và họ làm cho mình. Và theo năm tháng, bạn làm việc rất là nhiệt tình, bạn rất là tận tâm, ok, mình chia sẻ với bạn rất là nhiều kinh nghiệm. Và nơi cái công ty mình là cũng là nơi gì ạ? Nơi để bạn gì ạ? Bạn được học hỏi, trải nghiệm được những cái kinh nghiệm đó. Và vừa rồi là sau 5 năm bạn làm cho mình, bạn mở công ty, ok chưa? Và rất là tuyệt vời. Vừa rồi công ty của bạn nó rất là phát triển, mới có hơn 1 năm thôi. Ok, cái công ty của bạn bây giờ doanh thu đã có 1 tỷ 1 tháng rồi. Các bạn thấy này tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Và vừa rồi bạn có mời gia đình mình đi ăn và bạn cảm ơn một câu nó rất là tuyệt vời. Bạn nói là 5 năm em làm với anh, em học hỏi anh rất là nhiều điều. Và làm ở Bitcoin nó gì ạ? Nó như là nó ăn vào trong máu em vậy. Để khi mà em về em điều hành công ty của em suốt ngày em cứ nói tôi bi. Các bạn thấy chưa? Cả một năm rồi mà em vẫn gì ạ? Em vẫn còn lúc nào trong tâm tâm em cũng nhắc tôi bi. Các bạn thấy đây là tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Cái ý nghĩa của một người ra làm kinh doanh nó tuyệt vời lắm các bạn ạ. Hoặc là một bạn nữa, bây giờ bạn khá lắm rồi, ok chưa? Hồi kia bạn đang là sinh viên, bạn vào bạn trực những lớp của mình thôi và bạn rất là tuyệt vời. Những lúc mình đi đâu bạn cũng xung phong chở mình đi hết, là mà bạn đi trước, bạn lái xe, mình ngồi sau, bạn cứ bạn hỏi mình rất là nhiều điều. Và sau đó ok chưa, bạn rời khỏi mình, bạn ra bạn làm kinh doanh. Và bây giờ sau 4 năm bạn làm kinh doanh thì bây giờ bạn giàu có rồi. Bạn mới vừa rồi bạn mua một cái biệt thự rất là bự, ok chưa? Và mình cũng rất là cảm động. Cách đây hơn 1 năm
nhân cái ngày Tết, bạn mua một cái chai rượu Tây rất là đẹp vậy, tới nhà mình thăm gia đình mình, và bạn gửi lời cảm ơn rất là tuyệt vời. Bạn kêu em may mắn em vào trong này, ok chưa? Em đã vào cái công ty mình và em đã học và nó giúp cho em phát triển giàu có hơn. Các bạn thấy đây tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ok, cái con đường ra làm kinh doanh là cái con đường mà chúng ta giúp đỡ rất là nhiều người, mỗi người nhân viên của chúng ta vào trong 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 này. Các bạn nên chúng ta điều này chưa? Nó giúp cho gì ạ? Nó giúp chúng ta, giúp cho họ lớn lên, giúp cho họ trưởng thành. Đó là nhân viên của chúng ta, về đối tác của chúng ta. Bạn làm ăn ok chưa? Mình thấy cái đối tác in ấn của mình thôi, từ lúc mà mình làm in ấn với ảnh và bây giờ ảnh in biết bao nhiêu là sách và tài liệu rồi, và mình giới thiệu cho ảnh rất là bao nhiêu là khách hàng rồi. Vừa rồi mình ra cái quyển sách Vượt Biển Lớn và có biết bây giờ in bao nhiêu bản rồi, mười mấy ngàn bản rồi. Rồi sách tập của Bi, ok, năm nào cũng vài ngàn bản hết, ok chưa? Rồi vừa rồi mình giới thiệu cho ảnh ba cái đối tác về viết sách, và đối tác nào cũng in khoảng từ 2 đến 3 ngàn bản, và thế là cái việc kinh doanh nó càng ngày nó càng bận rộn ra. Các bạn hiểu ra nghĩa là cái con đường làm kinh doanh giúp cho đối tác của chúng ta họ cũng thành công và họ giàu có theo ta luôn. Rồi như thế nào nữa? Chúng ta giúp cho khách hàng của mình giải quyết được vấn đề của mình, mình rất là tuyệt vời. Những cái sản phẩm tốt của chúng ta giúp cho nhiều người họ giải quyết được vấn đề của họ, họ thành công và họ giàu có trong lĩnh vực của họ. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không? Nghĩa là lợi thế số 3 rất là tuyệt vời, ok chưa? Nghĩa là vừa rồi lợi thế số 1 các bạn thấy tuyệt vời mà, nếu các bạn nào thấy tuyệt vời thì các bạn bấm xuống là tuyệt vời. Lợi thế số 2 các bạn thấy tuyệt vời mà, rất tuyệt vời. Lợi thế số 3 các bạn thấy tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ nó như vậy, vừa rồi qua ba lợi thế bạn thấy như thế nào thì bạn viết cảm nhận xuống, ok, bạn viết cảm nhận xuống. Nếu mà bạn thấy tuyệt vời thì bạn ghi tuyệt vời, chứ bạn đừng cứ không thấy tuyệt vời mà cũng ghi tuyệt vời thì như vậy là không được. Hãy ghi đúng xuống. Và tại sao bạn cảm nhận là nó không tuyệt vời, hoặc là nãy giờ mình chia sẻ tệ quá thì bạn comment xuống là sao mà anh chia sẻ tệ quá, chứ hãy nói đúng cái cảm nhận của mình, đừng có bị chi phối bởi một cái gì hết, ok chưa? Để gì, để chúng ta thấy là đi ra tuyệt vời. Bạn Hoàng Blue nói wonderful, ok wonderful, mình không hiểu cái từ wonderful là gì hết, ok chưa? Vậy thì cái con đường ra làm kinh doanh các bạn thấy nó vô cùng ý nghĩa, và đó là lý do vì sao chúng ta phải chọn cái con đường làm kinh doanh. Và nếu mà chúng ta làm chưa được thì hãy đi học cách để chúng ta làm được. Kinh doanh nó không phải là năng khiếu, kinh doanh không ai sinh ra làm kinh doanh được hết. Kinh doanh là những kỹ năng mà chúng ta từng bước chúng ta học được thôi. Ok chưa? Bây giờ thì các bạn chia sẻ cái đoạn livestream này cho nhiều người đi. Ok chưa? Các bạn chia sẻ cái đoạn livestream này cho nhiều người. Thứ nhất là các bạn share ra. Cái thứ hai là các bạn tag những người bạn của mình vào để cùng nhau xem livestream này, để cùng nhau có những người ra làm kinh doanh và rất là nhiều người giàu có. Và mình giải thích vì sao chúng ta cần phải có nhiều người làm kinh doanh và là vì sao chúng ta cần phải có những người làm phải giàu có, bởi vì chúng ta mới có những người bạn tuyệt vời được. Còn một mình các bạn giàu và người khác không giàu thì các bạn không có tuyệt vời được đâu. Các bạn thấy không, trong gia đình bạn mà chỉ có một mình bạn khá giả và anh chị em bạn không khá giả thì bạn thấy nó như thế nào? Bạn cũng rất là khó nói chuyện rồi. Rồi cứ một mình chúng ta giàu, rồi chúng ta đi chơi cứ một mình, đi nước ngoài cứ một mình, vậy làm sao mà chơi được? Nên là cái con đường làm kinh doanh rất là tuyệt vời, ok chưa? Nếu bạn nào thấy cái con đường làm kinh doanh tuyệt vời thì các bạn comment bấm số 1, ok. Các bạn thấy cái con đường làm kinh doanh nó rất là bình thường thì các bạn bấm số 2. Còn các bạn nào mà thấy con đường làm kinh doanh mà nó tệ quá thì các bạn bấm số 3. Các bạn chia sẻ xuống đi để cho mình thấy cái điều này nó diễn biến trong tâm lý các bạn nó như thế nào, ok chưa? Và bạn cứ việc comment xuống, không có gì phải suy nghĩ hết, ok chưa? Cứ suy nghĩ gì thì chúng ta comment xuống, ok. Các bạn thấy tuyệt vời, rất là tuyệt vời, ok chưa? Vậy thì bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ với các bạn lợi thế số 4 chưa? Lợi thế số 4, hồi nãy giờ chúng ta đi mấy cái lợi thế rồi, ba cái lợi thế rồi, ok. Bây giờ tới lợi thế số 4. Bạn nào hồi nãy giờ chưa tát được người bạn mình nào vào xem thì chúng ta tát mọi người đi,
Ok, giờ tách một người thôi, hoặc là tách hai người, bạn giúp gieo hạt đó, bạn gieo hạt ra cho nhiều người, người đó, ok chưa? Họ chính cái người đó, họ sẽ quay lại, họ cảm ơn bạn. Bạn chưa bấm số 9 thì mình không hiểu số 9 là nó có cái nghĩa gì các bạn ơi, ok chưa? Mình không hiểu số 9 là nó có cái nghĩa gì, ok chưa? Lợi thế số 4, các bạn sẵn sàng qua lợi thế số 4 chưa? Lợi thế số 4 là chúng ta làm chủ được thời gian của mình. Quá tuyệt vời, bạn Thái Bảo là số 3. Nghĩa là bạn thấy nó không ok đúng không? Vậy thì rất tiếc cho bạn, quá rất tiếc cho bạn, ok chưa? Bạn cần phải tìm hiểu thêm nữa, bởi vì bạn đang có một cái gì đó nó chặn bạn lại mất tiêu rồi, ok chưa? Bạn có một cái gì đó nó chặn lại mất tiêu. Mỗi người chúng ta chỉ cần chia sẻ cho một người đến hai người thân của mình thôi, không cần nhiều, thì tất cả những con người này họ sẽ cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ tiếp theo là lợi thế số 4, chúng ta làm chủ được thời gian của mình, quá tuyệt vời, ok chưa? Ai cũng có một ngày 24 tiếng đồng hồ. Người thành công cũng có một ngày 24 tiếng đồng hồ. Người làm công cũng có một ngày 24 tiếng đồng hồ. Người thất bại cũng có một ngày 24 tiếng đồng hồ. Cái người 60 tuổi cũng có một ngày 20 tiếng đồng hồ. Cái đứa bé nó 5 tuổi nó cũng có một ngày 20 tiếng đồng hồ. Ai cũng có một ngày 20 tiếng đồng hồ, ok chưa? Ai cũng có một ngày 24 tiếng đồng hồ. Vậy thì nó như thế nào ạ? Ai làm chủ được thời gian của mình, người đó sẽ làm chủ được rất là nhiều thứ. Các bạn hiểu cái nguồn gốc ở cái chỗ đó. Còn ai mà không làm chủ được thời gian của mình, dùng cái thời gian của mình, bị rất là nhiều khác đang dùng thời gian của mình, thì liền sau đó bạn sẽ không làm chủ được cái việc khác. Ok, mình ví dụ bạn phải đi làm công cho ông chủ một ngày bao nhiêu tiếng, 8 tiếng hoặc 10 tiếng, ok chưa? Thì công quỹ thời gian đó bạn phải làm theo quyết định của ông chủ, bạn phải làm theo những cái gì được của ông chủ, tức là bạn gì ạ? Bạn Trọng Ngọc vui, ok vui. Sao vui bạn ơi? Bạn chia sẻ cái comment của mình một chút xíu. Tại sao lại bạn vui vậy? Mà tại sao xem livestream bạn lại vui vậy? Các bạn có cần ghi ra, bạn nào không có giấy bút ghi ra thì các bạn nên comment xuống để cho các bạn nhớ. Bạn nên comment xuống để các bạn nhớ, ok chưa? Chứ còn không là các bạn sẽ không nhớ. Cái hành động mà comment nó làm cho chúng ta nhớ lắm. Thì bây giờ là thấy bạn nhưng mà bạn phải giới thiệu đi thì mình mới biết, ok chưa? Ok chưa? Rồi, mình lại tiếp tục, ok. Chúng ta phải làm chủ thời gian của mình. Bởi vì nếu mà bạn không làm chủ của thời gian của mình thì bạn, cái thời gian của mình là cái quý nhất, mà bạn không làm chủ được thì bạn sẽ như thế nào ạ? Bạn sẽ như thế nào ạ? Bạn sẽ không làm chủ được những cái yếu tố khác. Bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn sẽ không làm chủ được những cái yếu tố khác, bởi vì cái thời gian là cái quý nhất, mà bạn không làm chủ được thì làm sao bạn làm chủ những cái khác được? Cái người bạn đi làm công, cái ông chủ ổng mua cái thời gian của bạn 8-10 tiếng, thì trong khoảng thời gian đó ổng sẽ làm chủ bạn rất là nhiều thứ. Từ cái kinh nghiệm của bạn ổng cũng làm chủ, kiến thức của bạn ổng cũng làm chủ, ok, ổng làm chủ hàng loạt những cái thứ khác. Người làm kinh doanh rất là tuyệt vời, ok chưa? Bạn Giả Hoàng Vũ, ok, đúng rồi, lâu rồi. Hồi kia em ở Bình Dương, không biết bây giờ em như thế nào. Hồi kia mình nhớ là bạn Vũ Hiền nữa, ok, bây giờ bạn Vũ Hiền đâu rồi, ok. Theo năm tháng nó thay đổi quá rồi, bạn Vũ, không biết bây giờ là nó như thế nào, ok chưa? Bạn Vũ cho mình biết thông tin đi, bây giờ bạn ở đâu, và bạn Vũ Hiền nó như thế nào, ok. Chào bạn Hoàng Minh, lâu quá chưa gặp các bạn, lâu gặp bạn trên comment, và vợ bạn nữa, ok, bà xã của bạn nữa, lâu hay tương tác trên Hoàng Minh, đúng rồi, bạn Vũ, mình nhớ bạn mà, ok chưa? Mình cũng có cái trí nhớ nó cũng hơi được một chút xíu đó, bạn Hoàng Vũ ơi, ok chưa? Chào bạn Trương Giang, rất là tuyệt vời, ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta trước chào bạn Cương, ok chưa? Là cái lợi thế số 4 là chúng ta làm chủ về thời gian của mình, làm chủ về, và làm chủ thời gian nó kéo theo chúng ta làm chủ hàng loạt những cái công việc khác. Và để thành công trong cuộc sống này thì các bạn cần phải gì? Các bạn phải biết làm chủ thời gian của mình. Em đang ở tâm mình kinh doanh tự do thôi, nhờ thầy
nhiều ổn rồi, rất là tuyệt, tuyệt vời, rất là tuyệt vời bạn Vũ rồi. Ok bạn Duyên, Lương Hữu Duyên, ok. Và chúng 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 ta làm chủ được cái thời gian của mình, cái đây là cái điều nó có ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Nếu mà bạn nào mà có thời gian, bạn lên YouTube bạn search cái bộ phim là In Time, In Time, in i n in in time, trong tiếng Anh nó time là thời gian, in time. Ok chưa, in time. Chào bạn Bích Tuyền, ông xã bạn mới vừa nói chuyện với mình, ok rất là tuyệt vời. Vậy thì các bạn xem cái bộ phim In Time đó, các bạn xem cái bộ phim In Time đó, các bạn sẽ phát hiện ra nó điều này nó vô cùng tuyệt vời. Ok chưa bạn Hoàng Vũ, nếu có dịp thì bạn nên đọc cái quyển sách của mình, bạn giả Hoàng Vũ đó, bạn có dịp bạn nên đọc quyển sách của mình à, Vượt Biển Lớn. Bạn sẽ ngộ ra rất là nhiều điều trong đó. Ok chưa, In Time đúng rồi, bạn Hoàng Minh ghi đúng, In Time. Ok chưa, lên YouTube các bạn xem một phim In Time này thì nó nói cái khái niệm về thời gian nó hay không thể tưởng, nó quy thời gian thành tiền, nó trả lương bằng thời gian thay vì nó trả bằng tiền. Ok, người giàu có là người người nhiều thời gian, người nghèo là người đi bán thời gian để sống. Thì các bạn sẽ hiểu hơn cái lợi thế số tư này mình đang nói là làm chủ về thời gian. Ok chưa, cái tuyệt vời nhất trong cuộc đời này là chúng ta làm chủ được thời gian của mình. Bạn nên nhớ đó bạn Vũ Hà, đó đúng rồi, In Time, lên YouTube nhớ xem một phim In Time nhé, nó dài cả cả gần 2 tiếng đồng hồ lận và nó hay vô cùng. Ok, cái tuyệt vời nhất cái đơn này là chúng ta làm chủ được cái thời gian của mình các bạn ạ. Ok, bạn Phạm Thế đúng rồi, chúng ta cần phải nhiệt huyết và lửa mỗi ngày, bởi vì chúng ta sống không có nhiều đâu, chúng ta không có sống nhiều đâu. Ok chưa, chúng ta không có sống nhiều đâu, chúng ta chỉ có 840 tháng đến 960 tháng trên đời này chúng ta sống thôi. Bản thân mình thì gần bay đứt hết 500 tháng rồi, còn có hơn 3 đến 400 tháng nữa sống thôi. Nên là ngày nào chúng ta cũng phải nhiệt huyết, ngày nào mà chúng ta không nhiệt huyết á, ngày đó nó khổ bà cố luôn. Ok không? Ok không các bạn? Ok, bộ phim In Time trên YouTube đúng rồi. Comment vô, nhớ xem cái bộ phim In Time này. Ok chưa? Và bạn nào mới vô thì chia sẻ cái đoạn YouTube này để cho nhiều người biết. Ok, bây giờ 63 lượt chia sẻ rồi. Phải chi nó lên 100 lượt chia sẻ thì tuyệt vời. Rồi nó như thế nào nữa? Bạn bạn gì nữa? Bạn cần comment tag tên những người vào. Bay đứt 500 tháng rồi. Ok, đúng rồi. Như mình là bay đứt hết 500 tháng rồi bạn Hoàng Vũ ơi. Ok chưa? Mình bay đứt hết 500 năm tháng rồi. Chúng ta còn khó hơn 3 đến 400 tháng nữa chúng ta sống, thì cái ngày nào chúng ta cũng phải nhiệt huyết. Nhiệt huyết cái cuộc đời nó ý nghĩa. Nhiệt huyết cái cuộc đời nó ý nghĩa lắm. Ok. Nó rất là tuyệt vời, nó là chúng ta cần phải làm chủ thời gian mình. Và cái con đường làm kinh doanh là chúng ta làm chủ thời gian của mình. Tuy nhiên, đừng có ngộ nhận ở ngay chỗ này. Rất là nhiều người ra làm kinh doanh nhưng mà họ không làm chủ được thời gian của mình. Họ bị cái công ty đó gì kiểm soát họ mất tiêu. Ví dụ như một cái ông bán phở, ổng ra ổng mở một cái quán phở, ok chưa, và sáng 4 giờ sáng 5 giờ sáng ông thức dậy ông phải nấu phở, rồi 7 8 giờ, rồi 5 giờ sáng bắt đầu bán cho tới trưa, trưa ăn cơm được một chút xíu, ngủ trưa, chiều bán mà bán tới khuya, và ổng không thể rời cái quán phở đó, ổng đi đâu được. Ok, ngày nào mà ông rời quán phở đó ông đi đâu thì ông như thế nào, ông phải đóng cửa cái tiệm phở lại, thì ông không có tiền, rồi ông rai rứt, và chắc chắn rằng ông không thể đi chơi và đi du lịch khoảng 1 tuần nửa tháng được, bởi vì về là ông nghèo ngay, khách nó sẽ mắc ngay. Thì những người đó họ đang ngộ nhận họ làm chủ thời gian, thực sự những người đó họ không làm chủ được thời gian. Bạn có nhận ra điều này chưa? Những người đó không làm chủ được thời gian, những người đó họ đang tạo ra một cái cỗ máy và cái cỗ máy đó nó kiểm soát họ. Ông đó đang tạo ra cái quán phở và cái quán phở đó đang kiểm soát ông. Ông không làm chủ được thời gian. Bạn hình dung chưa? Nên là chúng ta đừng cứ ngộ nhận cái chỗ này, đừng cứ tưởng là chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp là chúng ta làm chủ thời gian. Không được ngộ nhận cái chỗ này các bạn nhé. Ok chưa? Nó là chúng ta cần phải biết gì ạ? Biết hệ thống hóa doanh nghiệp của mình. Hệ thống hóa doanh nghiệp cũng phải là tự động hóa bạn bạn lâu ơi, không phải tự động hóa. Rất là nhiều người hiện tại đang hiểu nhầm cái khái niệm thứ gì là tự động hóa doanh nghiệp. Không có tự động hóa doanh nghiệp mà chỉ có
tự động hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp chứ không có tự động hóa doanh nghiệp. Ông nào nói mà tự động hóa doanh nghiệp là cái người đó họ chưa nhận thức tới những cái vấn đề. Không có tự động hóa doanh nghiệp, chỉ có tự động hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp. Và mình sẽ có chủ đề mình nói về cái việc này, ok chưa? Mình sẽ có cái chủ đề nói về tự động hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp nó như thế nào, ok chưa? Chứ còn không có doanh nghiệp tự động hóa, người nào mà họ nói doanh nghiệp tự động hóa là họ chưa hình dung hết được cái bức tranh của doanh nghiệp, ok. Chỉ có hệ thống hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp, ok chưa? Và mình sẽ có cái chủ đề này, mình sẽ nói về cái chủ đề này sau, bởi vì nó mất cả buổi, thậm chí là mình nói cái này mất hết tới mấy buổi 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 lặng, ok chưa? Doanh nghiệp không có cái chuyện là tự động hóa, nó luôn có cái con người tham gia vào, dù ít hay nhiều thôi, nó không có cái vụ tự động hóa. Các bạn hình dung ra điều này chưa? À, nó là tự động hóa, chúng ta chỉ hệ thống hóa quản trị doanh nghiệp người thôi, ok chưa? Thì cái lợi thế, vậy là mình nói tới lợi thế số mấy rồi các bạn ơi? Ok chưa? Mình nói tới lợi thế số mấy rồi. À, các bạn ghi vào cho mình để mình biết lợi thế số mấy rồi, ok chưa? Và hồi nãy giờ các bạn thấy từ lợi thế số 1 cho tới lợi thế số 4, bạn thấy điều này nó tuyệt vời chưa? Và cái lợi thế số 4 các bạn thấy, các bạn có nhận diện ra rõ cái bức tranh chưa? Phải nhận diện ra rõ cái bức tranh của doanh nghiệp của mình. Đừng có tưởng ra mở cho mình một cái doanh nghiệp rồi cứ tưởng mình là làm chủ thời gian, không phải. Ok chưa? Bạn Phong rất là ok. Bạn Phong đã hình dung rồi. Em chỉ cần nốt cái câu đó ra là em đã hình dung rồi, ok chưa? Em hình dung ra được cái bức tranh của doanh nghiệp rồi. Một bài học mới, ok, bài học mới là như thế nào em nhỉ? À, tuyệt vời, bạn bạn Vũ, ok, mình có cái quyển sách vượt biển lớn, bạn Vũ hồi nào phải sở hữu cái quyển sách vượt biển lớn của mình nhé, ok chưa? Mình có cái quyển sách vượt biển lớn, ok chưa? À, và bạn Vũ nên sở hữu cái quyển sách vượt biển lớn của mình, ok chưa? Quyển sách vượt biển lớn đây này Vũ ơi, đây là quyển sách vượt biển lớn của mình này Vũ ơi, ok chưa? À, ok chưa các Vũ ơi? Đây là quyển sách thứ hai của mình. À, bạn Vũ là người phải nên tìm mấy quyển sách này đọc, bởi vì mình viết quyển sách này cho các bạn đó, ok chưa? Và cái quyển sách thứ ba này là Beyond the Way, ok chưa? À, và đang phát hành bán trên Amazon, ok chưa? Vậy thì bạn Vũ hoặc là các bạn nào, ok, hồi nào em sở hữu và em mua là cả hai cái quyển sách này nha Vũ ơi. À, vừa việc biển lớn và mỗi ngày một chút thôi, ok chưa? À, em ở bên Mỹ, em lên Amazon, em search cái Beyond the Way, ok chưa? À, Thu Phong Lê ơi, Beyond the Way, à, lên Amazon, trên Amazon có, ok chưa? À, rất là tuyệt vời, sách mình đã ra tiếng Anh rồi và đã được phát hành ra ở quốc tế rồi. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ với các bạn mấy cái lợi thế nhỉ, ok chưa? Tới mấy lợi thế rồi, và từ lợi thế số 1 đến lợi thế số 4, các bạn thấy nó có tuyệt vời không? À, nếu mà tuyệt vời thì các bạn nói là tuyệt vời để mình biết, để mình chia sẻ tiếp. Và hồi nãy giờ các bạn nào chưa chia sẻ cái đoạn livestream này, các bạn nào mới vào các bạn chưa chia sẻ đoạn livestream này thì các bạn chia sẻ cái đoạn livestream đi, đến cho nhiều người biết về cái này, và các bạn giúp cho họ, ok chưa? Các bạn giúp cho họ cũng như là mình bỏ cái thời gian nghỉ trưa này mình chia sẻ với các bạn. Mình bỏ cái thời gian buổi trưa này để mình chia sẻ cho các bạn, ok chưa? Thì các bạn cũng giúp mình trong cái bạn bè của mình đó, có thể là các bạn tap người nào đó vào, hoặc là các bạn chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho những người thân của mình, những người mà bạn chưa thuyết phục được đó, để gì, để họ mạnh mẽ hơn, muốn mua sách của thầy, ok? Các bạn nào mà muốn mua sách của mình thì các bạn inbox cái số điện thoại và cái thông tin của mình vào cái Facebook của mình và cái tin nhắn của Facebook của mình á, thì có các em nó sẽ gọi điện, sẽ giao trên toàn quốc luôn, em sách sẽ được giao trên toàn quốc qua hệ thống bưu điện á, cái người người ta giao thôi à, ok chưa? Người ta giao nó rất là dễ, sách bán khắp mọi miền đất nước mà. Lợi thế số 5, ok, các bạn có đã sẵn sàng để mình chia sẻ tiếp lợi thế số 5 chưa? Lợi thế số 5 đó là, lợi thế số 5 là chúng ta có thể sống và làm việc ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này. Tuyệt vời là như vậy đó. Ok chưa? Nó có những cái cách
khi mà cái kỹ năng kinh doanh của bạn nó giỏi, nó ở trong máu của bạn rồi đó, thì bạn đi đâu rồi bạn cũng đi làm kinh doanh đó. Bạn không có sợ không có tiền, bạn sợ không có việc làm. Ok, nếu bây giờ mà bạn đi qua anh như bản thân mình, mà bây giờ mình đi qua anh, ok chưa? Bạn Tuấn ở Tây Ninh, cho mình số điện thoại để làm gì bạn Tuấn ơi. Ok chưa? Có phải là bạn muốn mua sách không? Có phải không bạn Tuấn ơi? Ok chưa? Các bạn nên nhớ thế này, là chúng ta có thể sống và làm việc ở bất kỳ nơi đâu. Ok chưa? Nếu mà bây giờ mình đi qua anh thì mình vẫn là người làm kinh doanh. Ok chưa? Bạn Tuấn muốn mua sách đúng không? Ok, để mình báo cho các em biết. Ok chưa? Mình vẫn là người làm kinh doanh. Ok, hoặc là các bạn mở ra một quán phở và bạn hệ thống hóa nó được rồi, và bạn nhân ra nhiều quán phở thì bạn ở bên Mỹ và bạn vẫn cứ có thu nhập thôi. Bạn Khánh Phan, ngài bán sách vậy. Ok, mình không phải là ngài bạn Khánh ơi. Ok chưa? Mình tính duy rất là rõ ràng. Sách thì sách của mình thôi bạn Khánh ơi. Sách cái quyển sách thứ nhất của mình là quyển Vượt Biển Lớn. Ok chưa? Quyển sách Vượt Biển Lớn. Cái quyển sách thứ hai của mình là quyển Mỗi Ngày Một Chút Chút Thôi bạn Khanh ơi. Ok chưa? Là do sách do mình viết. Và cái quyển thứ ba của mình là phiên bản tiếng Anh, hiện tại bán ở trên Amazon ở ở bên Mỹ. Ok chưa? Mình thì tên Nguyễn Thái Duy thôi. Ok chưa? Mình rất là bình thường, không 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 có gì hết. Ok chưa? Không biết là bạn dùng cái từ ngài với cái ở nghĩ nó là gì, nhưng mà mình tin rằng là chúng ta chia sẻ và quý trọng nhau. Vượt biển lớn nghe nhiều, ok chưa? Thì nghe nghe là một một chuyện, chuyển sang hành động và làm việc nó lại là một cái chuyện khác. Nó lại là một một cái chuyện khác. Còn từ nghe và từ biết và chuyển sang hành động, nó lại là một cái chuyện rất là xa. Ok, chúng ta lại chuyển sang và cái thứ tư từ cái lợi thế số 5 là chúng ta có thể làm việc bất kỳ đâu trên thế giới này, nếu mà chúng ta chọn cái con đường cho mình làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Ok, chúng ta chọn cho mình một cái con đường làm chủ cho mình một doanh nghiệp. Vậy thì chúng ta có thể là ở đâu chúng ta cũng kinh doanh. Mình vừa rồi mình có đến London, với và lúc mình đi chơi thì mình có nói với vợ mình là ở London này cái cơ hội kinh doanh rất là tuyệt vời, bởi vì cái con người làm kinh doanh, cái con người làm kinh doanh nó thú vị lắm các bạn. Cái con người làm kinh doanh nó thú vị lắm. Cái con người làm kinh doanh nó rất là tuyệt tuyệt vời. Ok, cái con đường làm kinh doanh là, và khi mà mình nói với vợ mình, vợ mình hỏi mình rằng là vậy nếu mà mình qua nước Anh mình ở thì anh làm gì, mình kêu là kinh doanh chứ gì. Ok chưa? Vợ mình nói rằng là nếu mà qua đây thì anh kinh doanh gì, mà nói là mình quan sát đó và mình chắc chắn là qua bên đó mình sẽ mở một cái quán ăn, một cái nhà hàng món Việt Nam ở tại thủ đô London. Ok chưa các bạn ơi? Ok chưa? Cái đó là cái ý nghĩa thơ nhất. Cái người làm kinh doanh đó, họ đi đâu họ cũng chủ động được hết, họ vẫn chủ động. Ok, họ chủ động cái công việc, tạo ra cái công ăn việc làm cho mình. Các bạn nên nhớ nó như này, một điều mà các bạn phải nên nhớ như này: khi mà bạn ra, bạn mở, bạn tự ra làm chủ á, bạn mở dù một cái quán phở nhỏ nhỏ, dù là một cái xe bánh mì, thậm chí là một cái xe hủ tiếu gõ, bạn vẫn có hoành tráng và bạn vẫn tự hào hơn nhiều thằng nó đi làm CEO mà nó làm CEO thuê. Các bạn hình dung đây được không? Bởi vì bạn tự tạo công việc cho mình. Bạn nên nhớ cái điều đó, bạn phải hiểu ra được cái điều đó. Các bạn ơi, nghĩa là sao ạ? Nghĩa là chúng ta vẫn tự hào và chúng ta hoành tráng như mình, vì tôi tự tạo ra công việc cho tôi, rồi tôi còn tuyển nhiều người làm việc cho tôi, còn hơn anh phải đi xin việc. Các bạn hiểu ra điều này được chưa? Chúng ta vẫn cứ phải tự hào, chúng ta vẫn là người tuyệt vời hơn 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 cả cái một một người, những cái con người gì họ phải đi xin việc khác. Mình nói rồi mà, đằng nào thì chúng ta cũng đi làm kiếm tiền thôi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có cái suy nghĩ, chúng ta có một cái suy nghĩ ta là ai trong 20 năm năm nữa, bạn sẽ hành động hoàn toàn khác. Đó là cái điều mà mình mất rất là nhiều năm nay để mình đi chia sẻ. Các bạn ơi, hãy ra chọn cho mình làm chọn cho mình làm cái con đường làm kinh doanh. Và nếu bạn không biết cách thì bạn hãy đi tìm cái người đã biết cách hướng dẫn cho bạn. Cái cách tốt nhất trên đời này
là chúng ta đi tìm cái người biết cách để gì ạ? À? Để họ hướng dẫn mình. Nó rất là đơn giản, nó như vậy. Đừng cứ ngồi lý giống đồ hết. Các bạn nhận ra điều này chưa? Chính lợi thế số 5 là chúng ta sẽ làm việc bất kỳ nơi đâu, hoặc là chúng ta hệ thống hóa doanh nghiệp của mình và chúng ta ngồi điều khiển công ty chúng ta từ xa. À, khoảng 1 hoặc 2 tuần nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chương trình làm sao chúng ta hệ thống hóa quản trị doanh nghiệp. Các bạn dùng ra điều này chưa? Cái này nó không có đúng, không có sai bạn Khan ơi. Ok, CEO thuê thì vẫn là đi làm thuê thôi. Các bạn ơi, ok chưa? Nó không có đúng, nó sai, mà là đòi hỏi sự cảm nghiệm. Ra làm chủ thì các bạn sẽ hiểu được. Ok chưa? À, ở đây chúng ta không tranh luận đúng thua hoặc là sai dơ cái, mà chúng ta gì ạ? Hãy làm và cảm nhận được. À, hãy hướng và hành động. Một người ra làm chủ vẫn tuyệt vời hơn người làm thuê nhiều. Cái đây là điều chắc chắn, bởi vì họ dám chịu trách nhiệm, họ đứng ra họ tạo công việc làm. À, còn đúng hay sai thì mỗi người trải nghiệm, mỗi người sẽ biết. À, cái ông làm thuê thì ông sẽ nói là làm thuê tuyệt vời. Cái ông làm chủ thì làm chủ tuyệt vời. Tuy nhiên, thì cuối cùng ai sở hữu được cái gì thì người đó mới hoàn toàn tuyệt vời. Các bạn ơi, nhớ dùng ra điều này không ạ? À, cái thằng mà cái đầu nó trọc, một cái thằng mà đầu trọc mà nó ở trong một cái nhóm mà toàn là đầu có tóc, thì tất cả những người có tóc sẽ nói cái thằng đầu trọc đó là cái thằng khùng. Các bạn nhận ra điều này chưa? Còn những cái trong một nhóm mà toàn là những thằng đầu nó trọc mà tự nhiên có một thằng có tóc vô, thì những thằng trọc sẽ nói thằng đó có tóc là thằng khùng. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là chúng ta cần phải gì ạ? À, bạn Phùng Quang Linh nói lắp thế mà ừ. Mình nói cà lắm bạn. À, bạn Phùng Quang Linh ơi, mình là người nói cà lắm. À, nó là khi mà bạn nói mình cà lắm thì mình rất là vui, bởi vì mình phát hiện ra mình nói cà lắm. À, còn nếu mà mình nói cà lắm mà bạn cứ kêu mình không nói cà lắm thì mình mới buồn. Ok, rất là tuyệt vời. À, mình là người nói cà lắm ngay từ nhỏ bạn. À, cái quan trọng, cái chuyện đó nó cũng chả quan trọng. Quan trọng là chúng ta cứ sẵn sàng chia sẻ và chúng ta có sẵn sàng hành động hay không, chứ không phải là chúng ta ngồi tại vì thằng đó nó cà lắm, tại vì thằng đó nó có tật, tại vì thằng đó nó không làm được việc gì. Ok, cái quan trọng là chúng ta hãy làm được cái việc gì, cái điều đó nó mới là tuyệt vời. Và mọi người gắn cho mình là diễn giả cà lắm mà. Ok, điều đó mình rất là vui. Bởi vì có một mình cà lắm mà, làm diễn giả thôi, mấy ông cà lắm ghét, ông dám làm diễn giả. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vậy thì bây giờ tiếp theo nữa là ok chưa? Lợi thế số đã tới lợi thế số mấy rồi các bạn ơi? Tới lợi thế số mấy rồi? Đã tới lợi thế số mấy rồi? Ok chưa? Lợi thế số mấy rồi các bạn ơi? Ok chưa? Các bạn gõ vô đã tới lợi thế số mấy rồi? Bây giờ chúng ta lại tiếp tục chia sẻ tiếp lợi thế số 6. Ok, lợi thế số 6. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lợi thế số 6. Bây giờ chúng ta bắt đầu lợi thế số mấy ạ? Bắt đầu chúng ta là tới số mấy nè? Là tới số 6. Là tới số 6 là làm chủ doanh nghiệp là cái cơ hội để chúng ta tạo ra sự thịnh vượng. Ok chưa? Chúng ta tạo ra sự thịnh vượng. Cái chữ giàu với sự thịnh vượng nó khác nhau như thế nào ạ? Cái chữ giàu, nếu mà chúng ta hiểu một góc độ nào đó là chúng ta chỉ giúp cho chúng ta giàu, hoặc một vài người nào đó giàu, nhưng mà cũng có thể là chúng ta làm cho một số nghèo đi. Ok chưa? Chúng ta làm cho một số nghèo đi bởi vì chúng ta giàu. Ví dụ kinh doanh theo cái dạng mà cạnh tranh á, nghĩa là chúng ta rất là nhiều người họ mở các cửa hàng điện thoại di động ra để họ làm, họ sống vì đó. Rồi chúng ta như thế nào? Chúng ta mở một cái hàng điện thoại di động bự khủng bố này, hút hết khách mà. Các bạn còn chú ra điều này chưa? Tạo ra cho nhiều người ở dưới kia. Ok chưa? À, cái đây là cái chủ đề nói về làm chủ. Ok bạn Khanh nhé, dù không phân biệt hay không phân biệt hay phân biệt, thì bạn cũng nên nhớ rằng xã hội này nó vẫn có làm chủ và làm thuê. Bạn hình dung chưa? Không cần phải phân biệt và không cần đốn sai. Bạn hình dung ra chưa? Dù bạn có muốn phân biệt hay không phân biệt thì anh vẫn là cảnh sát và tôi là dân. Dù có phân biệt hay không phân biệt thì anh vẫn là người làm chủ và tôi là người làm thuê. Các bạn hiểu ra điều này này chưa? Là chúng ta không có cần phải ngồi tranh luận ở đây như thế nào. Cái ý bạn rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Khanh rất là nhiều.
Ok chưa? Bạn vẫn đúng với ý của bạn thôi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vậy thì bây giờ mình lại nói tiếp. Ok chưa? Cái cơ hội chúng ta tạo ra sự thịnh vượng. Các bạn nhận ra điều này chưa? Cái cơ hội để chúng ta tạo ra sự thịnh vượng. Như thế nào là chúng ta tạo ra cái sự thịnh vượng? Các bạn nhận ra điều này chưa? Nghĩa là chúng ta thành công và chúng ta giúp cho nhiều người khác thành công nữa, chứ không phải là chúng ta mở ra một cái cửa hàng rất là lớn rồi chúng ta hút hết khách vào làm cho mấy anh kia chết hết. Chúng ta không có tạo ra cái sự thịnh vượng. Các bạn vô không? Nó chết bởi vì nó yếu thời được, chứ nó chết vì cái sự mà chúng ta hút hết. Thì cái đó, dù nó không nỗ lực nó chết, nó không học hỏi nó chết. Chứ còn chúng ta dùng cái sự bành trướng để chúng ta làm cho mọi người chết á, để hút một mình chúng ta vào. Thì như vậy không có, cái đó gọi là giàu, nó không có tạo ra sự thịnh vượng. Thì cái lợi thế của người làm chủ doanh nghiệp á là chúng ta gì ạ? Chúng ta tạo ra cho mình một cái sự thịnh vượng. Các bạn nhận ra điều này chưa? Sự thịnh vượng cho mình, một sự thịnh vượng giúp cho rất là nhiều người đê lên, giúp cho người thành công và họ giàu có, giúp cho họ cống hiến lên. Ok chưa? Nếu chúng ta tài giỏi thì chúng ta hãy ra chúng ta làm chủ doanh nghiệp đi, và chúng ta giúp rất là nhiều người. Chúng ta đừng cứ ngồi đó mà chúng ta la làng đồ cái gì hết. Và cái chủ đề này đang là chủ đề chia sẻ về làm chủ doanh nghiệp, lợi thế của người làm chủ doanh nghiệp. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nếu chúng ta tài giỏi thì chúng ta ra hãy sở cho sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp và giúp cho nhiều người thịnh vượng ra. Bởi vì rất nhiều người họ không ra làm chủ doanh nghiệp, và kể cả nhà nước luôn, kể cả chính phủ của chúng ta luôn. Ok chưa? Kể cả người chủ của chúng ta luôn, kể cả chính phủ của chúng ta luôn. Gần đây cũng ý thức ra rằng hãy khởi nghiệp, hãy ra làm chủ, hãy khởi nghiệp, hãy ra làm chủ, hãy khởi nghiệp, hãy ra làm chủ. Ok, dù sao bạn sở hữu một cái doanh nghiệp rất là bé, bạn cũng rằng là hành tráng hơn nhiều, bạn đóng thuế cho nhà nước, bạn giúp cho người làm ăn kinh doanh. Nó là các bạn hãy tìm hiểu đi, tôi là chủ doanh nghiệp. Ok, trong cuộc đời của mình ít nhất một lần ra làm chủ doanh nghiệp đi. Đừng cứ ngồi đó mà chúng ta suy nghĩ một cái gì hết. Các bạn vô đây điều này chưa? Các bạn thấy điều này. Nếu bạn thấy điều này rất là tuyệt vời, các bạn quay sang ngược cạnh mà điều này rất là tuyệt vời. Quay sang đập bàn cũng được, nói điều này rất là tuyệt vời. Đập tay vô đây, điều này rất là tuyệt vời. Ok chưa? Hãy tuyên bố tôi là chủ doanh nghiệp đi. Dù bạn chưa làm chủ, bạn hãy tuyên bố nó. Hãy đưa nó vào trong tiềm thức của mình. Thì tự nhiên con người bạn nó rất là năng lượng. Và bạn tin rằng ngày nào đó chúng ta sẽ làm chủ doanh nghiệp. Còn bạn nào làm chủ doanh nghiệp thì bạn tuyên bố một lần nữa, bạn nói một lần nữa để con người của bạn nói như thế nào. Bạn tin rằng bạn sẽ trở thành người chủ doanh nghiệp rất là thành công. Ok chưa? Đập gãy bàn rồi ở đây. Ok, đập bự quá. Ok, đập mạnh quá, đập nhẹ nhẹ thôi. Ok chưa? Được đi học thầy càng ngày càng ngộ ra rất là nhiều điều. Tôi là chủ doanh nghiệp rất là tuyệt vời. Bạn Lâm rất là tuyệt vời. Ok. Gia đình bạn rất là tuyệt vời. Tôi là chủ doanh nghiệp rất là tuyệt vời. Ok chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ tiếp tục nữa. Ok chưa? Cái con đường làm lợi thế số mấy rồi? Tới lợi thế số mấy rồi? Các bạn comment vào tới lợi thế số mấy rồi. Tiếp theo nữa là lợi thế số 7. Ok chưa? Lợi thế số 7 là nó có một cái lợi thế mà ít người nhận ra. Đó là lợi thế đường dài. Ok chưa? Làm chủ doanh nghiệp là chúng ta có lợi thế đường dài. Như thế nào là lợi thế đường dài? Ngày giờ hôm nay chúng ta bắt đầu. Lợi thế số 7 là lợi thế đường dài như vậy. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu thì cái gì ạ? Ok chưa? Ngày mai chúng ta vẫn là chủ doanh nghiệp, ngày mốt chúng ta cũng là chủ doanh nghiệp, 3 năm nữa chúng ta là chủ doanh nghiệp, 20 năm nữa chúng ta cũng là chủ doanh nghiệp, và 70 năm nữa chúng ta là chủ doanh nghiệp, và chúng ta trao cái công ty này lại cho con cháu của ta, hoặc là cho chúng ta cổ phần hóa, trao nó lại cho rất là nhiều người. Ok chưa? Nó ý nghĩa lắm. Còn các bạn đi làm công hay làm thuê, bạn làm cứ CEO thì hết thời thì ông chủ ông cho bạn đi ra ngoài, cái hội đồng quản trị nó cho bạn đi ra ngoài, thì bạn lại như thế nào? Lại đi xin việc tiếp. Nó không có lợi thế đường dài. Nước Nhật là cái nước mà duy nhất trên thế giới này họ áp dụng cái quy chế giữ nhân sự lâu dài nhất, nhưng mà cùng lắm họ cũng giữ các bạn lên 60 tuổi thôi, rồi họ cũng cho bạn về hưu. Ok chưa? Còn bạn ra là bạn là chủ doanh nghiệp á, là dù bạn có về hưu hay không về hưu thì cái công ty đó nó vẫn là của bạn, lợi thế đường dài, rồi bạn trao nó lại cho con cháu. Nên là mình nói là nếu bạn trả lời được cái câu hỏi 20 năm nữa tôi là ai, 50 năm nữa tôi là ai, ok chưa,
thì bạn sẽ biết rằng bạn chọn cái con đường gì. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Bạn sẽ biết được chính xác là mình sẽ chọn cái con đường đường gì và mình sẽ đi từ từ. Còn nếu chưa biết cách thì hãy học người họ có cái cách đó. Chiến lược, cách đi chứ không phải là tiền, không phải là giỏi. Đây, những người giỏi, những người thông minh, họ không biết cách làm. Nhưng đây, những người chủ doanh nghiệp thành công, bạn thấy họ rất là bình thường. Họ không cần quá thông minh, làm chủ tịch mình đâu cần thông minh. Ok chưa? À, các bạn không? Tuy nhiên họ sử dụng toàn là những người thông minh. Jack Ma nói một cái câu mà mình thấy rất là tuyệt vời. Trong nhóm những thằng thông minh nó cần một thằng ngu nó quản lý. Mình rất là thích cái câu đó của Jack Ma. À, cái các bạn hiểu không? À, Jack Ma đâu phải là một người thông minh. À, hồi kia mình mới bước chân vô Sài Gòn này, mình có biết gì ở Sài Gòn này đâu. Nhưng mà chừng cuối cùng mình chọn cái con đường làm kinh doanh. Ok chưa? Và thế là 20 mấy năm mình làm kinh doanh. Ok chưa? Nó là nó như thế nào các bạn ơi? Nói như là chúng ta phải máu lửa, chúng ta phải dứt khoát và làm kinh doanh nó là lợi thế đường dài. Nó giúp cho chúng ta có lợi thế đường dài. À, còn làm được lĩnh vực khác nó không có được. À, nó là mình nói là nếu các bạn trả lời được câu hỏi tôi là ai trong 20 năm nữa, tôi là ai trong 30 năm nữa thì bạn sẽ có cái đó hành động hoàn toàn khác. À, và đó là lý do mà chúng ta phải chọn cái con đường làm chủ doanh nghiệp. À, và những cái điều vừa rồi mình chia sẻ, các bạn thấy điều này nó tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Và nếu bạn nào mà chưa tham gia gì cái chương trình của mình thì bạn hãy một lần inbox cái thông tin vào cái số điện thoại của mình và bạn hãy đến cái lớp gọi là làm chủ doanh nghiệp miễn phí hoàn toàn. Bạn sẽ ngồi 3 tiếng đồng hồ, mình sẽ chia sẻ cho bạn cụ thể làm chủ doanh nghiệp nó tuyệt vời nó như thế nào. Và mình chia sẻ 8 năm qua và hầu như tất cả những bạn nào họ đã tham gia chương trình của mình họ đều ra làm chủ doanh nghiệp và họ đã rất là thành công rồi. Họ chọn cái con đường làm chủ doanh nghiệp vì họ hiểu cái điều này. À, rất là tuyệt vời. Bạn nào ở xa không thể chọn con đường làm chủ doanh nghiệp được thì các bạn hãy xem kỹ cái đoạn video này và cái đoạn livestream này và mình sẽ gì ạ? À? Mình sẽ chia sẻ bạn hàng loạt những cái đoạn livestream khác để gì ạ? À? Để bạn có được năng lượng, bạn có được kiến thức, bạn có được cái kỹ năng để ra làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp nó rất là tuyệt vời. Không phải chúng ta chủ ở đây và mà chúng ta nó như thế nào ạ? Chúng ta còn làm chủ. À, ok chưa? À, mình còn làm chủ. Ok chưa? Ở gì ạ? À, ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Không phải làm chủ một doanh nghiệp mà lần lần nữa chúng ta sẽ làm chủ rất là nhiều doanh nghiệp khác. Ok. Không phải chúng ta kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh này mà chúng ta kinh doanh khắp mọi miền đất nước. Không phải chúng ta kinh doanh ở Việt Nam này mà chúng ta hàng hóa chúng ta đi khắp thế giới. Và mình có dịp mình đi nhiều nước rồi, mình đi được cũng tới mười mấy nước rồi, mình mới phát hiện những cái con người họ biết làm kinh doanh họ đi khắp thế giới. Trà sữa công cha đi tới London cũng thấy, đi tất cả các nước thấy. Còn cái người không biết thì họ mở một cái trà sữa họ bán ở cái quận đó còn chưa xong nó đừng nói đây đâu. Nên chúng ta hãy học cách để làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Bạn nào ở xa chưa biết cách được, chưa tương tác với mình, chưa biết cách thì các bạn hãy inbox cho mình mua cái quyển sách vượt biển lớn này về các bạn đọc. Cái quyển sách thứ hai của mình là mỗi ngày một chút xíu thôi để các bạn đọc. Ok. Quyển sách thứ ba của mình đó là Beyond the Way. Cái quyển sách này hoàn toàn bằng tiếng Anh. Doanh nghiệp. Ok. Doanh nghiệp bạn nó không biết lớn hay là bạn không biết cách làm cho nó lớn. Ok chưa? Bạn hãy đi học cái khóa làm chủ doanh nghiệp của mình. Ok chưa? Thì bạn sẽ mở ra rất là nhiều điều. Ok chưa? Và Tết vào mình sẽ phát hành cái quyển thứ tư là đưa doanh nghiệp của bạn lên online. Ok, đây là ba cái quyển sách của mình. Quyển sách vượt biển lớn. Ok chưa? Quyển sách thứ hai là mỗi ngày một chút thôi. Quyển sách thứ ba Beyond the Way. Và qua Tết các bạn sẽ có một cái quyển sách rất là tuyệt vời. Ok chưa? Là đưa doanh nghiệp của mình lên trên online. Chúng ta hãy đi trước thời đại. Chúng ta hãy cảm nghiệm những cái công nghệ thời đại nó rất là tốt.
người làm kinh doanh bây giờ không thể thiếu công nghệ được. Nếu mà bạn quên, bạn thiếu công nghệ thì bạn đừng có hòng đạt kinh doanh thắng trong cái thời đại này. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem cái đoạn livestream của mình. À, bây giờ mình phải đi ăn trưa, mình chưa đi ăn trưa luôn. À, và mình nghỉ trưa một chút xíu. Chiều nay mình có việc và tối nay mình cũng có việc. Nó là tối nay mình không thể livestream được. Đúng là mình livestream buổi tối. Ok chưa? À, tuy nhiên bạn Lợi hãy inbox cho mình cái quyển mỗi ngày một chút xíu sau sẽ có người giao qua cho bạn. Và do mình không livestream vào buổi tối nên mà mình tranh thủ, tại vì tối mai mình cũng có lớp rồi, rồi hai ngày cuối tuần cũng có lớp rồi, nó là trưa nay tranh thủ livestream một chút xíu. Chúc các bạn buổi trưa ngon miệng và luôn định hình ta là người chủ doanh nghiệp tuyệt vời. Các bạn say qua và nói rằng ta là người chủ doanh nghiệp rất là tuyệt vời. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.